Đúng em. Tóc vào này. Để đâu đó hả? Một dạ. À, em ra đây mua lấy mấy kinh sách cho cháu học online mà. Cho đi đó. Dạ, đi cái chỗ này có mình chỗ này nó đi được ra được à. Như được đi bên kia có được à? Dạ không. Cái là em đâu biết vòng cái đầu vòng cho đấy qua mới qua chốt, có đâu qua đâu cho đâu cho qua đâu. Em chờ. Biết là mình đâu cho qua đâu. Em có biết cái đường để chạy vậy. Tại biết là có này không đi. Nữa. Tại giao có bữa chỗ này nè. Vô đây chị. Đi vòng xuống đằng kia chứ đi đây mà đường này đi hả? Cái gì vậy? Cho buôn bán vậy đó, chứ ở trên phường nó xuống rồi thấy là mua đồ là giúp tiền. Nghe biết đường đi nhiều rồi này. Biết đâu là không thấy đâu đường đi đâu. Ở đâu đâu. Quay lại. Quay xuống rồi. Đi đâu đó. Đã làm gì ở đâu. Đưa đưa có đường đi sao chị không đi, chị cứ với cái đường này mà mấy người cứ đi riết vậy sao? Đã dịch tùm bệnh tùm lum nó không sợ à. Ông Út lò xo này ngồi đây cũng không la đó hả? Hả? Anh biết giờ này anh ngồi đây. Ngồi mượn cây coi. Biết một ngày là tụi này lăn cái cống nó biết bao nhiêu lần không? Quên lại đi ra đường đó. Thầy bị phạt vượt rào nên phạt là bắt thầy quay lại 10 lần. Nó kéo kéo cái không quay lại kìa. Vô không để chặn cái vết đường nghỉ vô nè. À, bây giờ mình chạy xuống cái khúc đường dưới á, hai đường người chạy đó chạy. Alo luôn. Hai người. Quay vòng luôn cái cống này vừa mới chạy đó. Quay lại cái cống. Quay luôn. Đi bộ á, đi bộ á, để cho nó. Xong để xe lại cho đi đi chờ qua là thôi. Đi bộ á. Xe chỉ mà sướng bộ leo lên leo xuống là cái cống bự á, bước bự vòng vừa là công ty đường này chạy xe sướng ấy mẹ, sướng không đường hồi nãy này chứ leo lên cống bự nè 10 lần rồi sao lát nữa là mình cho lao bộ qua luôn.
chạy chạy chạy.